Tin nóng trong ngày, cảnh sát giao thông Tân Sơn Nhất bị tố đòi 6,2 triệu đồng cho lỗi vi phạm 350.000 đồng. Kính thưa quý vị, liên quan đến vụ việc một người vi phạm đã tố cảnh sát giao thông tên M cưỡng đoạt 2 triệu đồng tại chỗ và buộc phải đưa thêm 3 triệu đồng nữa, thì vào chiều ngày hôm qua 24 tháng 5, anh Đặng Thái Phú đã liên hệ với Zing news để tố giác cụ thể sự việc trên. Theo Phú, đêm ngày 12 tháng 5, anh chạy xe Exciter chắn biển xe xin số trên đường Hoàng Văn Thụ thì hai cảnh sát giao thông yêu cầu dừng phương tiện. Sau khi trình giấy tờ thì Phú được thông báo mức phạt 6,2 triệu đồng đối với lỗi không gắn biển số. Tuy nhiên, Phú từ chối nộp phạt nên đã bị đưa cả người và xe về đội cảnh sát giao thông Tân Sơn Nhất để làm việc. Tại đây, Phú được giảm mức phạt còn 6 triệu đồng, nhưng Phú nói không có nhiều tiền nên đã được chuyển đến một phòng riêng và yêu cầu đóng 5 triệu để được thả ngay. Sau đó, cảnh sát giao thông M ngỏ ý kiểm tra ví và rút luôn 2 triệu đồng của Phú. Cảnh sát giao thông M cũng nói thêm rằng cho về lấy thêm 3 triệu rồi sẽ trả lại bằng lái sau. Đến ngày 14 tháng 5, anh Phú gửi đơn đến thanh tra công an thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hỗ trợ phối hợp để bắt quả tang khi cảnh sát giao thông M nhận số tiền 3 triệu còn lại. Tuy nhiên, sau đó Phú lại được thông báo đến trụ sở đội cảnh sát giao thông Tân Sơn Nhất và được một vị cán bộ đại diện xin lỗi, trả lại giấy tờ và 2 triệu đồng do cảnh sát giao thông M đã giữ và tỏ ý muốn Phú rút đơn khiếu nại. Phú cho rằng anh rất bức xúc vì từ sau khi trình báo anh liên tục bị nhiều số điện thoại gọi làm phiền. Đặc biệt, vào ngày 23 tháng 5 vừa qua, người này cho biết nhận được một cuộc điện thoại từ người tự xưng là dân xã hội của cảnh sát giao thông M và mong muốn Phú rút đơn. Điều này đã khiến Phú vô cùng bất an. Tuy nhiên, đơn vị của cảnh sát giao thông M cho biết đã xác nhận đơn tố cáo và sẽ tiếp tục làm rõ sự việc này. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Điểm tin nóng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm theo dõi. Hãy nhớ nhấn nút like và subscribe kênh SANtv để cập nhật những tin tức mới nhất. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.